Thầy Mèo xin kính chào toàn thể quý khách. Trên mình cái khách đang xem là thầy đang giới thiệu bộ bàn ghế Louis gỗ gụ ta Quảng Bình gồm có 8 món. Bộ sản phẩm này đã được thầy Luân hoàn thiện theo lối cổ truyền, đánh vác ly màu sẫm theo yêu cầu của khách hàng ở thành phố Hải Phòng. Bộ bàn ghế Louis đại gồm có 8 món, một đoạn dài, 4 ghế ngắn, một bàn và hai đôn kẹp. Bộ sản phẩm đã được hoàn thiện xong phần đánh vác ly theo đúng lối cổ truyền, màu cánh gián sẫm. Sau đây thì Luân sẽ quay vào đường nét chi tiết bộ bàn ghế Louis gỗ gụ ta Quảng Bình. Các cái sản phẩm mà bằng gỗ gụ Quảng Bình rất là hiếm và rất là độc, và cũng rất lâu rồi thầy Luân mới lên hình một cái bộ video bằng gỗ gụ ta Quảng Bình, mà bằng bộ bàn ghế được làm bằng chất liệu gỗ gụ Quảng Bình và mẫu Louis. Từ cuối năm ngoái thì Luân cũng bán một bộ giống như này bằng gỗ mun nào và gỗ chắc đỏ Nam Phi và một bộ gụ Quảng Bình. Và cái bộ này thầy Luân làm từ trước cho nên là gỗ nó xuống màu rất là đẹp. Và nếu như bây giờ các bác có nhu cầu đặt hàng thì bên em vẫn nhận làm bộ bàn ghế gụ ta Quảng Bình Louis đại. Đây là bộ nuôi đại Louis đại, riêng chiếc ghế dài là 1m97 và rộng là 60 phân. Tất cả hoa văn đường nét đục chạm của cái bộ bàn ghế Louis này là hoàn toàn đục chạm thủ công bằng tay. Tất cả cái hoa văn này, hoa lan tây này đục chạm hoa toàn thủ công bằng tay, và kênh bong rất là sắc nét, rất là đẹp. Các bác có thể đến trực tiếp xem thì xem hàng thì cảm nhận thì sẽ đẹp hơn trên màn hình rất là nhiều. Để toàn bộ là hoàn thiện theo lối cổ truyền là màu cái dán sẫm. Cách đây được khoảng hơn một tháng thì Luân cũng bàn giao một bộ giống như này 10 món cho khách hàng ở thành phố Hà Nội, nhưng mà đánh màu chay. Anh khách hàng đánh xi màu chay nguyên bản gỗ. Và đây là bộ này thì Luân cho tắm vôi để nó xuống màu theo đúng lối cổ truyền màu sẫm, rất là đẹp. Bộ này có thông số kỹ thuật là chân vuông 12 và đục chạm hoàn toàn với cô bàn tay. Tất cả cái đường nét đục chạm của Luân này các bác có thể thấy đây, đục rất là nét, đường cong rất là dẻo, tất cả cong ba bề từ phía là cong rất dẻo. Và phần vách tựa lưng này cũng vậy, là được xẻ cong, tấm ván này là dày 2 phân, xẻ cong rất là đẹp. Và cái chương này thế là dày đủ 12 phân, và tay quỳnh cong. Và toàn bộ hoa văn được nét đục chạm, và thầy Luân là cho đục bằng thủ công bằng tay, rất là tinh xảo. Ngoài cái chất liệu gỗ gụ Quảng Bình ra, thầy Luân còn làm bằng gỗ mun nào, gỗ đỏ Nam Phi, rồi là hương đá Nam Phi. Và hiện tại mình em đang có tại cơ sở 1 đang trưng bày một bộ chắc đỏ Nam Phi và một bộ gỗ đỏ và một bộ bằng gỗ hương đá Nam Phi. Mọi thông tin chi tiết các bác có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ ngay với thầy Luân theo hai số máy 0972770888 và 0967110389. Đồ gỗ Thành Luân tại cơ sở 1 Tân Dân Phú Xuyên Hà Nội, và tại cơ sở 2 là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Bộ trên mình các bác đang xem là em đang quay trực tiếp tại cơ sở 2. Các bác có thể về xem hàng thì về trực tiếp tại cơ sở 1, em vẫn còn hàng như này để trưng bày, các bác có thể về xem và đặt hàng. Với một cái sản phẩm bằng chất liệu gỗ gụ ta Quảng Bình như thế này thì bên em bán với giá là hàng đang còn giá là 200 triệu, còn nếu như đặt mới thì sẽ đắt hơn. Bộ này Thành Luân đã sản xuất được độ khoảng 2 năm rồi, thì vẫn bán theo giá cũ thôi. Đấy, trên mặt bàn có một cái kính rất là đẹp, với một cái mức giá này thì rất là hợp lý để các bác có thể sở hữu được một bộ bàn ghế Louis gỗ gụ ta Quảng Bình hàng cao cấp như này. Còn đâu hàng gỗ gõ thì giá nó sẽ mềm hơn, mềm gỗ hương đá, để khi đặt kính lên nó có chiều sâu rất là đẹp, quá đẹp luôn. Bàn cong rất là đẹp, riêng cái bàn này thì luôn vén cong rất là mỹ mãn. Nhìn trên mình nhẹ thôi, nhưng khi các bác về trực tiếp xem thì nó độ cong nó dẻo rất là đẹp, như là dáng ghế ngồi rất là ôm. Mọi thông tin chi tiết quý khách có nhu cầu mà muốn đặt hàng thì liên hệ ngay với Thành Luân theo hai cái số máy Zalo này, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết và tư vấn cho các bác những cái sản phẩm nó phù hợp với cả không gian diện tích phòng khách của mỗi gia đình. Đây là bộ bàn ghế Louis gỗ gụ ta Quảng Bình bộ đại. Ngoài cái bộ đại ra thì bên em còn sản xuất những cái bộ nhỏ 9 món theo lối cổ rất là nhiều. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác có những đoạn video clip tiếp theo. Các bác nhớ ấn nút đăng ký kênh trên YouTube
Đồ Gỗ Thành Luân và trên fanpage Facebook Tích Xanh Đồ Gỗ Thành Luân để theo dõi và cập nhật những hình ảnh mới nhất mà bên em up lên hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Bộ bàn ghế Louis của Vũ Tà Quảng Bình gồm 8 món trị giá sản phẩm hiện tại bây giờ là 200 triệu.